Đây là vườn của anh Tèo này. Anh Tèo là em vợ của anh Việt. Tức là anh Việt, anh Tèo tối nói với em sao? Tức là sau khi anh đổ xi 40 mấy cây mà xài tới 7 đơn hàng. Rất là vô lý. Trong khi anh Tâm á, ảnh 50 mấy cây mà anh xài 1 đơn rưỡi đến nay chưa hết. Không có nghĩa là xài từ hồi đầu vụ tới giờ. Cũng nhiều quá nhiều. Mới có 4 tháng à. Mà anh Tèo là anh đi qua tới Ngũ Hiệp á. Anh nghe xin qua tới Ngũ Hiệp á, qua tới chỗ thằng Lý á. Mà có một cái gì mình nói nó vô lý. Tức là ảnh nó cái anh xài, anh lúc đó anh xài rất là đẹp. Đúng rồi. Xong anh mua cái phân vi sinh Việt Nam không cần nói tên, cộng với cái 7 kg vi sinh, cộng với lại 3 kg NPK, cứ một tuần bón gốc 1 kg nên nó dày. Cứ tay nâng pH lên xong rồi lại kéo pH xuống, rồi tay này uống ngày mà ông kia uống rượu anh nản. Mà anh rất là vô lý nha, nếu mà anh nản đó thì anh phải bỏ cái anh phải hiểu rằng là tại sao xài xin nó tốt, mà giọng cái vô kia là 10 ngày là bị liền, phải không anh Út? Anh giọng vô 10 ngày là bị liền đúng không? Thế là cứ đổ xi hoài, anh không? Mà cứ tuần nào cũng 7 kg vi sinh, mà nước vi sinh anh mở cái bao là nồng nặc luôn không? Sọc mùi nồng nặc. Khai dữ dằn. Đó thì bây giờ em mới làm cái thí nghiệm này nè, nên bây giờ chúng ta mới thấy nè. Chúng ta mới thấy nè. Có mấy chục cây mà anh không có tiếc tiền, nhưng mà tay này uống nghệ mật ong, cây kia uống rượu, coi nè. pH có bao nhiêu ạ? 4 tháng rồi, anh xài xe 4 tháng đúng không? 4 phẩy mấy. Nên bây giờ em mới làm cái thí nghiệm tiếp theo nha, cho bà con nông dân là chúng ta phải phân biệt hữu cơ NPK khoáng hay NPK sinh học. À, nên là đừng có nóng vội. Đúng hay nói đó, tại vì giá sầu riêng nó lên tới 70-80 ngàn mới làm vậy, chứ nó xuống còn 30 ngàn không bao giờ làm vậy đâu. Bón quá nhiều. Nên hồi tối đó, ngồi nhậu với nhau tới 10 giờ rưỡi đêm thì mới gọi là khai. Lúc đó nó phải khai, nên khi không muốn nhậu cũng phải nhậu, không nhậu không khai. Phải nhậu vô mới khai. Vô lý một cái điều như vậy. Anh nè, nên rầy nè, nó tấn công. Tức là xài cái vườn này. Anh này là xài trước anh Việt phải không ta? À, xài trước anh Tâm luôn phải không? Rất là cầu thị, tức là nghe si bên Ngũ Hiệp là chạy qua bên tới Ngũ Hiệp. Được rồi, chỉnh lại một cái ha. Chỉnh lại một cái là 20 ngày sau. Ha, hứa anh luôn, 20 ngày sau. Được chưa? Phải mua hữu cơ nở nhập khẩu. Tại sao Tuấn không cho? Tuấn không cho người dân Việt Nam mua cái hữu cơ của Việt Nam. Toàn là pha SA với DAP chứ không hả? Bỏ là cỏ nó cháy luôn, mà cứ nói là vi sinh 10 lưỡi thừa 90 lưỡi thừa 10. Vi sinh vật nào mà sống, em hỏi anh Sơn đó, vi sinh vật nào mà sống trong cái môi trường pH thấp như vậy? Không có nấm đối kháng mà vi sinh vật nào sống như vậy trơn trời á. Đó, đúng là không có cổ suý cho ngoại, nhưng mà thật sự không thể. Không, với nào quá người nông dân dùng không được, nó chọc cái mũi. Bỏ vô mà cỏ nó cháy thì làm sao mà? Sao anh? Đúng rồi. pH có 4, xài 4 này mà pH có 4 phẩy mấy mà rầy nó tấn công lên các cái ngọn nè, ảnh mới nản. Nói chung là bất mãn với anh Việt luôn đúng không? Bất mãn luôn. Giận luôn, nói tới si là giận. Nói tới si là giận luôn. Thì đó. Rồi. Yên tâm, 20 ngày sau. Được chưa? Nên mình phải về, không về đó là không biết, nhưng mà đẹp lắm chứ không đến nổi đâu. Nhưng mà với pH này đó, ôi một tuần bón lần thôi chết rồi. Được chưa? Chỉnh lại cái anh nha, hứa với anh luôn. Được chưa? Không đến nổi. Trời ơi, 7 đơn hàng mà cho mấy chục cây á, trời ơi không đúng. Cái này xài maximum á là 2 đơn hàng thôi à nha. Nên là nông dân phải rút kinh nghiệm là chúng ta phải hiểu nha, chứ chúng ta chỉ biết tại vì anh này anh làm việc nhà nước mà, anh không có chuyên về nông nghiệp đâu. Anh nè, bón xi mà ngọn nó khô như thế này, nó rụng do xương do rầy. Tôi nói cái này nó khô luôn rồi, đâu có được. Khô nè, khô ngọn nè, cứ bỏ đó. Nó lại đây gọi là cháy rầy nè. Được chưa? Rồi may chứ là chia tay nhau rồi. May mà Tuấn không về là nông dân chia tay rồi. Rất là cầu thị. Được rồi anh nha. Rồi bây giờ đó, trước khi mùa mưa đó nha, anh Tèo ơi, trước khi mùa mưa là phải ấy nha anh, phải móc cái mương này lên ha, ốp lên cho cái mô nó cao lên, tại mình làm ép sắp tới, em làm 20 ngày là rễ nó ra tới ngoài đây nè. Những cái vườn anh Tâm đó rễ ra tới ngoài đây nè, nó nên ốp vô từng lớp một. Cây đó làm quá học á. Dạ thôi không sao thì cũng được. Rồi xong, vô nhà làm cái thí nghiệm
giữa NPK sinh học và NPK. NPK khoáng của phân hữu cơ. Bây giờ không đâu dám lạc lạc ra nữa. Không, làm bông luôn. Cây này làm bông luôn, bình thường. Cây này đeo mười mấy hai chục trái bình thường, có gì đâu, không có gì hết. Xem cây tơ mà nó lực. Nhưng mà đừng có để cái nhánh nhỏ nó bị chết cành thôi. Cái nhánh này là một trái thôi nè. Nhánh này một trái thôi nè. Nhánh này thì hai trái được nè. Ví dụ vậy. Cứ đè cái cành to đó, để không có sao hết. Mấy tháng tuổi anh? Cây này là mấy tháng tuổi đây? Dạ. 4 năm. Rồi, mấy ok. Nhỏ này là 2 năm, cây nhớ nha, không được để trái trên nhánh nhỏ nha. Dạ. Còn cái trái nhánh lớn là cứ... Có bao nhiêu nhánh lớn là để trái theo cành. Cái này là để tự nhiên nó ra thôi, đâu có không có dùng gì hết đúng không? Không dùng gì đúng hết. Rồi. Nó sẽ là giật từ ở chỗ này nè, giật ra. Cứ cũng xiên lắm. Hình như thằng con nó dễ dạy hơn già. Nó xiên ra luôn đẹp. Rồi, vậy ha, hơi ốm xíu thôi cho phun ngay. Mập lên lại vô nhà nói chuyện.